sản bao nhiêu lắm hả? Mấy đòn lận? 5 ngàn chị? Chắc ít bạc mà chị. Làm gì đồ má? Ít sống cargo. Các em à. Mình thì quay phim thấy nhỏ với ngoài rất là to luôn các bạn. Đó. Gắn hông ngựa. Được chưa? Còn chút bông nè. Chút gì chị? Chuồng à? Chuột. Giống chuột hả? Chuột. Này là con cá linh nè. Khi mình nước lên là cá linh rất là nhiều. Chị bác theo ở đầu chợ Cầu Chùa. Giới thiệu luôn. Này sáng nay mua ký không bộ? Mình chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay là sáng thứ hai, trời cũng khá đẹp. Thì mình đang đứng ở cuối đường của ấp Phú Quế thuộc xã Vô Hủ. Ở bên kia là bên Phú Lộc nha các bạn. Ở đây có cái cầu nối giữa Phú Quế và Phú Lộc nè. Đây là khu vực biên giới của An Phú và Tân Châu nha các bạn. Đó, thì xa bên cái đầu mình túp bên kia có cái trạm gác của bên Campuchia nha. Ở đây xa quá mình zoom lại mà các bạn không thấy. Đó, ở đây là cái trạm của Việt Nam nè. Đó, thì hôm nay mình sẽ đi quay một vòng biên giới của An Phú và Tân Châu, nơi giáp với Campuchia, cũng như là sẽ quay cho các bạn xem tình hình ở đây bà con sống như thế nào và một số chợ chùm hổm ở đây nha các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng đi với mình nha. Hồi xưa ở đây là cái bến đò chứ không phải là cái cầu như các bạn. Xưa muốn qua đây là mình phải đi qua đò rất là lâu. Anh phải đưa nít nè. Đó, bờ kè này cũng sửa lại mấy tháng nay. Trước ở đây là bờ kè này bằng đất như các bạn, thì hay sạt lở. Mấy tháng nay thì đã sửa lại bờ kè đá hết rồi. Ở đây là khu vực biên giới tiếp giáp với Campuchia, đến đây treo cờ của Việt Nam nè. Nguyên cái dây bờ kè này là treo cờ của Việt Nam hết luôn. Đó, ở đây có cái chốt ở đây nè các bạn. Sáng mặt trời vừa mới lên nên mình quay ngược sáng. Chạy cùng đường này là có một cái chùa nha các bạn. Ở đây một có tới cầu thì chúng ta gặp một cái chợ. Cái chợ thì họ bán rất là sớm luôn nè. Đó, chỗ mình thì hay có mấy cô bán xôi nè. Đi xe đạp bán xôi. Ở quê mà sáng sớm thì bà con đi ra ruộng rất là nhiều. Giờ này mình đi giờ này là hơi trễ nên các bạn không thấy cảnh sáng bà con đi ra đồng. Bà con đi đồng rất là sớm, khoảng 4-5 giờ là mình ở trong nhà, mình nghe tiếng xe của bà con đi đồng. Tại chúng mình toàn là trồng
lúa và trồng rẫy không à. Ở chỗ mình thì thường đi bán hàng bằng xe đẩy như thế này. Xe đẩy bán rất là nhiều đồ nha. Số bà con thì không bán đồ ở chợ nhưng mà sẽ đi bán bằng xe đẩy. Có những cái tiệm tạp hóa di động cũng như là cái tiệm rau di động bằng xe đẩy nha các bạn. Bây giờ người ta có một số người đẩy thì có một số người chạy bằng máy luôn, xe máy luôn, gắn máy vô xe đẩy chạy. Trước mắt các bạn là có một cái chợ Chòm Hổm nha, ở đây bán bún cá nè, đây bán bánh xèo nữa nè. Và đây có bán môi nữa các bạn, lâu lắm mới gặp môi. Là chợ môi nè. Này bán trái măng cầu gai. Đây mình kiếm chỗ mình gửi xe sẵn mua cá về nấu cơm luôn nha. Mình đây qua đây mua mắm nha các bạn. Cái này cái gì vậy? Mày bán ký hả? Ký nhiêu vậy? Dạ. Ký 30 hả? Lấy em 200 g nha. Bà ba hỏi hấp 2 hấp 3 mà nói chuyện còn còn. Bữa nay bắn lên hả? Lấy nửa ký nữa. Bà bán cá mà bà đây không trang nhiều ạ. Cá này chắc cá đồng hả chị? Cá sông à? Cá sông chứ phải cá đồng. Cá sông, cái này chắc dễ trả rồi bà. Biết phải không? Ai biết được ạ? Ai đấy chắc được là cá sông. Cá súc à? Cá sông, có bán cá sông. Này là còn cá linh nè. Cái mình nước lên là cá linh rất là nhiều. Này mua cái gì vậy? Này đi mua cái gì? Mua cá cha hả? Cá dảnh nè. Con này là con cá he nè. Cá he nè. Cá he. Của tôi nhiêu vậy nè? 35 một. Và có bán ổi với cóc nè. Nay quay bà lên TV nghe đi bà. Nay quay bà lên TV nha. Chúng mình thì mùa nước có rất là nhiều cái này các bạn. Cá đồng. Chưa. 200 g chưa? 200 g. 200 g. 2 hả? Căn gì đó? Cái này 300 g ạ. Vậy căn lấy luôn đi. Căn 10 g đi hả? Ok ok. Lấy không 133 hơn 300 g mà 10 g đúng không? Bán sao lỗ nha. Lỗ 13 chứ đâu phải lỗ mình. Này có 13 hả? Cái lỗ 13 chứ lỗ của mình nó nhầm. Đây đường rất là nhỏ, mà lần xe tải đi qua là sẽ bị kẹt nha các bạn. Ngày là sáng thứ hai nên mọi người đi cũng khá đông. Ngày hôm qua mình cũng có đi nữa nhưng mà không có đông bằng hôm nay nha. Người này bán mắm cũng như các bạn. Thì mới đi rồi, người này bán mắm quả luôn. Thế mình đi qua ăn cái chợ này xem bà con này bán gì nha. Đây là chợ biên giới không có tên. Giờ mình sẽ đi chợ qua cho bạn xem nha.
Bên đây thường mình thấy là bán rau củ quả nè, bên đây là bán cá nè. Ô, chị này con cua nè. Cua này khoảng ký không chị? Gần ký luôn luôn à. Cua này lấy đâu vậy? Cà Mau luôn hả? Xa vậy? Dạ. Bên đây bán rau, bên đây bán cá nha. Cá nhiều nè. Nay quay lại chị, lát đảo ra mua cá. Nay quay lại nha, lát đảo ra mua cá. Bây giờ nhảy ngoài kìa. Này bác bao lâu mới về chị? 11 giờ. 11 giờ về à? Nhả đây luôn hả? Không, nhà trong kia. Này có cô bán rau bán qua nè. Này bán rau vậy các bạn. Đó, chờ có một phút thôi. Thường trước dịch thì rất là đông, cái này thì ít lại các bạn. Thì bán cá cá chép cá chép. Kia là cá với chà không á chị? Cá chốt. Chúng mình là chỗ biên giới nên cá với chà rất là nhiều nha. Có cái lăng này các bạn, cái lăng này cái lăng dưới trà nữa nè. Đó. Đó là con cá lưới hả cô? Ừ. Này là con cá chúc bông nè. Chúc chuột. Chúc gì vậy? Chuột. Chuột à? Chuột. Giống chuột hả? Chuột. Cá bông. Chúc bông. Mấy cái này chắc là với trà không hả chị? Ở đây trà nhiều quá ta. Đó, bên đây bán gà và gắn nè. Đây chị này bán gắn nè các bạn. Ồ, bán gắn hổ ngựa nè. Mình ghê chưa? Chỗ mình biên giới thì gắn bắn này rất là nhiều nè. Đây là gắn hổ hành. Ồ, cái này còn cũng có ký á. Đó, gắn hổ hành rất nhiều luôn nha các bạn. Cái lồng thì nhiều lỗ mình quay không được. Đó. Gắn hổ ngựa. Ghê chưa? Đặc sản vùng biên giới nha các bạn. Trước dịch thì bán rất là nhiều, nhập rất là nhiều người gắn lớn về luôn. Cái này thì ít rồi. Gắn hổ hành. Mình đây quay phim thấy nhỏ dưới ngoài rất là to luôn các bạn. Bán khô nè. Mình đi qua bên đây các bạn. Đây có cô bán cơm rượu nè. Em trai gì? Dạ. Đúng quá. Mua cơm rượu. Thì cơm rượu thấy ngon quá. Đúng hẹn. Con quan nó qua mà. Ừ, bởi vậy. Dạ, yeah, lấy con hộp cơm rượu nha. Ừ. Này là nhà làm hả cô? Nhà làm con ơi, tự làm. Bún cho giò thôi cô. Cho giò đó con. Tự làm luôn phải không? Ừ, tự làm không ngon. Dạ, lên tivi luôn. Dạ, tối nay mở coi nha. 66 nhìn đẹp mà. Đẹp dạ, hay đẹp cái già lập lão mà. Dạ, ăn hộp cơm rượu đi. Cơm rượu thôi. Cơm rượu thôi.
Sáng giờ bán được không cô? Bán cũng là dài. Dạ. Có muỗng không? Muỗng muỗng không? Có. Ăn luôn. Đúng rồi. Để cô lấy cái muỗng cho con ngầu để cháu lấy dây. Bên kia kìa, qua mua xôi nữa. Nhiều hả cô? 10 ngàn mà con. Dạ. Ở đây cái chợ gì sao thấy tên chứ cô? Chợ Cầu Chùa. Cầu Chùa đó hả? Mày lên mạng coi sao chợ Vĩnh Sương không có chợ, chợ 5-7 dạ. Chợ rồi quá. Nằm qua chợ không có tên. Không có tên. Dạ. Chợ Cốc Ẩu chợ gì không mà. Dạ, nó ở trong cái chùa thì kêu Cầu Chùa luôn phải không? Đi trong cái chùa kêu Cầu Chùa. Dạ, cô bán lâu chưa? Nào. Cô bán đây lâu chưa? Bán 2-3 năm rồi. 2-3 năm hả? Ừ. Vậy là cái chợ này, sản phẩm này nó bán bao lâu rồi? Lâu nhất lâu đời lắm ha. Rồi, cảm ơn cô nha. Rồi, bán khoai lang nè. Dạ, con đi với chợ thôi à. Dạ. Rồi, còn bán ổi nè. Dạ. Xíu nữa con đảo về con mua ổi vô cô nha. Ổi nhà chồng hay mua cô? Dạ. Căn của ta hả? Dạ. Hôm nay có bánh tét hả? Dạ. Hôm nay có bánh tét rồi. Lát mua là bánh tét à. Dễ nữa hả? Ừ. Đây là muối gòn phải không? Không, cái đó là sâm đô lượng. Sâm đô lượng. Sâm đô lượng ha. Vậy thôi dạ. Ngày qua mấy giờ mới về? Ngày qua 9 giờ em về à. Ừ, em về vậy. Này bánh tét nhà gói nữa phải không? Bánh tét nhà cô gói. Cô chỉ ngày qua nè. Vậy ăn giờ chạy em bán nhiều lắm đó mà hết. Sao bán nhiều lắm hả? Dạ. Mấy đòn lận? 5 ngàn đó vậy chị. Chắc cả chục đòn. Quán này mâm á. Quán này mâm luôn. Cái đợt đám giỗ á, cái người ta mua cái này là sâm hả? Sâm giò hả? Lát mua đồ tét nha, để tôi cho anh nha. Dạ. Đây là sâm này các bạn. Ấm hộ. Cha cho nó chưa? Nói nè, nói cho nó nè. Đây cô bán xôi, sáng giờ bán hết thao rồi nè. Hết thao luôn rồi. Ngày bán nguyên thao luôn hả cô? Ờ, bán buổi sáng không là 5 tiếng thôi. Con này qua hơn còn xôi này là xôi giò, con này là xôi nếp than. Nếp than. Rồi. À. Bán đây lâu chưa cô? Năm nay à. Cái chợ này nhóm từ năm mấy biết không cô? Lâu lắm rồi. Nhóm nhiều anh. Đã thiên lập địa tới bây giờ. Đã thiên lập địa. Xưa lắm à. Nhóm lâu lắm rồi, chùm hổm tới giờ lắm. Dạ. Bây giờ mình bán ở đây là bán chợ chùm hổm thôi chứ không có vô chợ. Bán này có tốn phí gì không? Không đâu, tiếp tiền điện bốn đèn 2.000 bạc thôi. Dạ. Bán ban đêm luôn hả? Không, mình tại giấc sáng là mình giờ là mình dọn lên á. Dạ. Dọn lên rồi tạm mình tiếp tiền điện cho dân phòng ấp á. Sáng là dọn lên sớm hả? Ờ, 4 giờ là có mặt đây rồi. Dạ, bây giờ tốn điện ha. Bữa nào sáng 3 giờ qua nữa. 3 giờ chưa có đâu. Bây giờ qua đây ngồi đợi. 4 giờ cơ. 4 giờ 4 mấy đây người ta cũng bán đây gai hết trơn rồi. Này không có em gái bán bên điện ta. Không, cái này nó không gặp, nó ra trễ đó. Bắt đợi em gái bông điện ra quay luôn. Rồi. Bán con gói xôi giò nha. Bán tét giỏi quá, về chồng khen dữ lắm rồi. Rồi sáng giờ là nó một mâm bánh tét đó mà ta còn nhiều đó. Tại bữa nay hên có mối bánh giỗ. Cho nó vậy. Này bán cho người ta. 10 ngàn. Vậy là ổng không? Từ lúc lời quay rồi bán khôi quá trời luôn à. Ấm hộ mà có người ấm hộ mà. Vậy anh lấy cái xôi giò làm gì đâu ơi, nó có đậu xanh đúng không cô? Đậu xanh, đậu xanh, đậu phộng từ lưa luôn, dừa luôn, dừa sống. Nói đi chút tôi vậy còn cái gì nữa lại chứ.
đây có cô bán tỏi củ hành nè, tiêu tỏi củ hành. Cô là bán tỏi, bán củ hành có gì đâu mà quay. Dạ có. Quay tỏi, lên tỏi. Chút xíu bán cho đi hết chút. Chút xíu bán hết luôn. Bán đây lâu hả cô? Bán hơn năm. Dạ, cô bán năm rồi. Cô có bán sâm lá nữa kìa. Ở đây có chị bán thịt nè. Chị hot girl bán thịt heo nha. Hello chị. À, chị bán heo ở đâu chợ Câu Chùa. Giới thiệu luôn. Này sáng nay mua ký không cô? Không tới 1 ký hả? Bán mấy giờ hết chị? Giờ hết á. Kìa nãy nhiêu rồi? Ở đây bán đồ có nhiều nè. Bao tay, bóp. À, mình sẽ có hai đường đi các bạn. Một là chúng ta quẹo qua đây, là chúng ta qua Cầu Chùa, chúng ta đi tới cửa khẩu Yên Sương. Còn chúng ta quẹo phải để chúng ta đi về Tân Châu. Ở đây có shop quần áo nhiều nè các bạn. Đây bán quần áo trẻ em nè. Đây có bán quần áo, lại cơm cháo hủ tiếu dưới chân Cầu Chùa. Đó, đây là shop shop cây dù nè, bán cái nón gì? Cái nón. Nón đậu hả? Dạ, nón bò. Đó. Cái gì vậy? 25 ha. Sẽ bán lâu vậy? Bán đây lâu chưa? Lâu ha. Này vào YouTube nha. Dạ. Cái nó là nhiều. 25 ngàn. Bán ở đây mấy giờ mới về? Chị bán tới chiều mới về. Tới chiều về luôn hả? Rồi để đồ đây luôn. Đó, mấy chị đây có mang khẩu trang nè. Ở đây mang hết, ai cũng mang chứ. Ồ, quán này mới giờ ở đây hả chị? Rồi, có cái nón đội luôn. Rồi, mình sẽ đi bộ qua Cầu Chùa này các bạn. Đi quay cửa khẩu luôn. Đó, đây là Cầu Chùa nha các bạn. Đây phía dưới chân cầu thì có một cái chùa. Đó. Nên người ta gọi đây là cái Cầu Chùa, cái chợ chùa, chợ Cầu Chùa. Chứ thật sự mình không biết cái chợ này tên gì luôn. Đó, nhưng mà cái chợ này có rất là lâu rồi nha. Đó, đây là lý do tại sao mà cái chợ đó gọi là chợ Cầu Chùa. Bủ Sơn Kỳ Hương. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh cho mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nha.